Vì sao? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của cái không nội thấy cái không của cái không nội, vì chẳng lẽ cái không của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh thấy cái không của cái không ngoại cho đến cái không của không tánh tự tánh. Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của cái không nội học ở cái không của cái không nội, vì chẳng lẽ cái không của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh học cái không của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Kiểu thi ca. Vì chân như và tánh của chân như là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy chân như. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Kiểu thi ca. Vì Đại Bồ Tát chẳng thấy chân như, nên chẳng học ở chân như. Vì chẳng thấy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên chẳng học ở pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của chân như thấy cái không của chân như. Vì chẳng lẽ cái không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thấy cái không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của chân như học ở cái không của chân như. Vì chẳng lẽ cái không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ học cái không của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Kiểu thi ca. Vì bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy bố thí ba la mật đa. Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Kiểu thi ca. Vì Đại Bồ Tát chẳng thấy bố thí ba la mật đa, nên chẳng học ở bố thí ba la mật đa. Chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nên chẳng học ở tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của bố thí ba la mật đa thấy cái không của bố thí ba la mật đa. Vì chẳng lẽ cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thấy cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Kiểu thi ca. Vì chẳng lẽ cái không của bố thí ba la mật đa học ở cái không của bố thí ba la mật đa. Vì chẳng lẽ cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa học ở cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Kiểu thi ca. Vì bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy bốn tịnh lự. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Kiểu thi ca. Vì Đại Bồ Tát chẳng thấy bốn tịnh lự, nên chẳng học ở bốn tịnh lự. Chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên chẳng học ở bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Kiểu thi ca.